quá ngon. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày rảnh rỗi mình ở nhà làm một bữa cơm cơm nhà tự nấu. Hôm mời các bạn đón xem mình nấu món gì nhé. Hôm nay mình sẽ nấu món cá lồng tông biển nấu canh chua với rau muống. Còn cá biển này cái loại hình như là cá nục nấu sút cà. Mời các bạn xem nhé. Cá này là cá lồng tông biển nè, mình nấu với canh chua rau muống ăn chắc ngon dữ lắm đây. Hôm nay rảnh rỗi ngày nghỉ nên ở nhà nấu sẵn đăng lên cho các bạn xem cho vui, coi cuộc sống bên này. Đặt ra xong rồi mọi người ơi, giờ đặt ra đã xong. Bây giờ mình tới dây qua sắt hai cái cà này để xúc cà với cá hồi. Phần cà đã xong mọi người, cà mình bằm đã xong. Giờ mình sẽ nướng tươi xong rồi mọi người, còn nó non trong, ngon hết rồi luôn, ngon hết rồi. Đi mình bớt vào mình nấu chưa? Xong. Mình muốn rửa ra xong, bây giờ mình tới rửa hành đặng lát sốt cà bỏ vô. Cá này người ta đã luộc sẵn rồi nha mọi người. Cá này người ta đã có luộc qua, mình về mình chiên cho nó già lên thôi. Cá này ăn rất là ngon thịt không? Cá này là được rồi già rồi mọi người, tại vì nó đã chín sẵn rồi. Bây giờ mình hành vớt đi. Cá này sốt cà lên. Cá nó đã chín sẵn rồi. Mọi người xem nếu mà có bổ ích thì mọi người nhớ đăng ký kênh, bấm like, muốn miên dặn mọi người. Muốn miên hai muỗng thôi. Đường thêm muỗng chút tại vì cà nó bị chua. Không thể nào thiếu ớt được. Cà sắp nhiều rồi nha mọi người. Mình nấu khoảng 5 phút nữa là được rồi. Nấu khoảng 5 phút nữa là ok. Quên mua dầu thơm để nấu canh chua lên đây. Xong rồi mọi người, cá sốt cà đã xong. Quá ngon. Tuyệt vời. Xong, giờ bắt đầu mình tới nấu canh chua nha.
sau rồi tới nấu canh chua. Cá này nè, sau này mình sẽ bỏ phần nửa thôi, cá hơi nhiều. Bỏ phần nửa cá thôi. Nước sôi là bắt đầu mình sẽ bỏ rau muống vào, mình rau muống bỏ vào xong cái mình bỏ gia vị vô làm nhắc xuống nha mọi người, rau muống đừng để bụng quá nó ăn nó dai nó không ngon. Rồi mình sẽ múc ra đây rau muống để xe là sao đi ra ngoài siêu thị đây. Rồi canh chua cá hồi trong biển với rau muống đã xong. Bước kế tiếp là bắt đầu mình sẽ ăn thôi mọi người ơi. Tới giờ ăn cơm rồi mọi người ơi. Nãy giờ nấu mệt quá, bây giờ đói quá rồi. Bây giờ mình phải ăn đi. Mời mọi người cùng ăn cơm nhé. Đây cơm gạo ngon lắm nè. Gạo ra của Thái Lan. Mình qua đây ăn cơm gạo Đài Loan nó nhũn nhẽo ăn ngon. Ăn vô bây giờ mình phải mua gạo của Thái Lan ăn. Ăn thử con cá đi. Cái nước mắm ngon quá. Bao lâu ăn một lần ngon vậy đó. Đang thèm canh chua nữa. Ngon quá mọi người. Cá thất cà là cái món, cá thất cà là cái món mà mình yêu thích nhất á. Quá trời ngon. Nga muốn nấu canh chua. Cá sốt cà mặn mặn ngọt ngọt. Vừa ăn quá trời luôn. Hôm nay mình nấu là ăn quá trời ngon. Thêm cái món ốc kho nữa. Quá ngon. Cá sốt cà quá trời ngon mọi người. Ngon quá trời cái món cá. Cá lồng tông biển á, nó cũng giống như cây, nó cũng là ná cái cá lồng tông mình, nhưng mà cái con cá ấy nó gì nè, nó dài dài mà nó tròn tròn. Nó còn con cá lồng tông của mình, Việt Nam của mình á, thì nó dẹt mà cá này khô khô ăn rất là ngon nha mọi người. Cá sốt cà rất là ngon. Rau muống đồng rất là ngon.
cơm từ sáng giờ đói bụng luôn, bây giờ ăn quá trời ngon luôn. Rồi muốn cá chấm với nước mắm còn gì bằng. Cá sốt cà cài quá, quá ngon. Ngày xưa chị em xúm nhau đi hái gào, đi hái gào với đi kéo lưới về nấu canh gào muống với cá gì nè. Nhưng mà mấy con cá kéo lưới đó, nó đủ thứ loại cá hết trơn nha, về nấu canh ăn, chấm nước mắm ăn nó ngon gì đâu ngon á. Bây giờ mình nhớ lại cái mình đi mua đồ mình nấu vậy ăn, nhưng mà thật sự thì nó không có giống như cái mùi nha, cái mùi vị quê hương mình thiệt, nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Sắp hết chân cồn học từ cái dĩa cá sốt cà này rất là ngon. Hôm nay thì mình nấu giỏi quá, ngon quá, vừa miệng ăn mà nó ngọt cá nữa, vừa miệng ăn mà cà nó cũng rất là ngon nữa. Thật sự là mình thích ăn uống nên mình ăn gì mình cũng ngon hết á. Bất cứ mà lúc mà đói bụng cái gì mình ăn cũng ngon hết. Tại vì cái gì mình cũng thích ăn, tại vì cái miệng mình, cái con người tâm hồn ăn uống thì nó vậy đó. Quá trời ngon. Giờ muốn chấm đi rồi nước mắm. Hấp chân cơm mọi người. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video đến giờ phút này nhé. Vì video chương trình có hạn nên em kết thúc video tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào video sau nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm nút like ủng hộ mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.